Đây, chạy bò Thanh Tính, em xin chào bà con cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay bò tiếp tục chạy về bò mới nữa anh chị em ơi, nên em lên clip cho anh chị em tham khảo giùm em nha. Bữa nay về bò mới cho nên bữa nay em lên clip sớm cho anh chị em mà theo dõi. Về những anh chị em nào có dự ý với con nào cặp nào đó thì alo trực tiếp số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại của trại là 0389 047 298. Địa chỉ của trại là ấp Tư, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha bà con cô chú anh chị. Hôm nay nói chung là bò rất là nhiều nên em lên clip cho anh chị em tham khảo đó. Rồi coi mình anh em chị em gần xa có gửi ý cặp nào đó thì alo trực tiếp giùm em. Đây em quay cụ thể cho anh chị em xem nha, quay từ con cho anh chị em tham khảo giùm em. Đây con số 1 là con kem trắng nha anh chị em. Kem trắng độ tuổi 7 tháng bò, chiều cao 1m1 nha anh chị em, tính 1m1 luôn đó. Dằn chân nè, cảm ơn mà anh chị em ơi, hết sức luôn, nó đẹp. Cạnh đuôi anh chị em thấy không, nó lớn con, cái khung này dữ lắm, con bò này dữ lắm anh chị em ơi, dằn lưng quá trời luôn. Anh chị em thấy không, mới về mà ăn thấy cưng ngắt không đó. Đầu trụi nha anh chị em, nhưng mà đầu vuông nha, thứ này là nó ăn dữ lắm nè. Nói chung là trại chiều không có được cỏ nhiều đâu, là ăn cỏ tạp thôi anh chị em ơi, rau muống nè đó, rồi lá tre nè, rau chay, các loại sợ nha anh chị em. Trại em là rất là dễ ăn. Đây con số 1, chiều cao 1m1, độ tuổi 7 tháng. Con này đòn rất là dài nha anh chị em, đòn dài dữ lắm, dàn chân dàn móng là dở chê luôn đó, dàn chân móng là cực kỳ đẹp luôn nha. Ở đây là trại sẽ bao tạc lỗi là bú khớp nha anh chị em đó. Đây em quay chỉ cho anh chị em xem, để đứng xa cho mình coi cái đòn á, có sức cái đòn luôn, con bò cái đòn dài lạnh lùng luôn, dàn cổ ngay nha anh chị em, mặt nè, dàn cổ nè, dàn cổ có chút xíu hả anh chị em ơi, dàn nhai nè anh chị ơi, một gang tay của mình không hết đâu anh chị em, dàn lưng nè. Nói chung con bò của em là ở đây bắt mình bắt bò lựa tiễn anh chị em, tiền nào của đó, bởi vì con bò thì theo cái giá thôi, cái giá thôi chứ là không có nói chê được. Mà sau này mình ra cũng vậy nữa, lái không có thể chê được con bò mình nha anh chị em, có cái giá thôi, tiền nào của đó, con nào cũng ăn như nhau thôi. Sau đây em sẽ báo giá tại chuồng luôn. Kem trắng số 1 giá tại chuồng là 22 triệu nha bà con cô chú anh chị. 22 triệu dằn chân to luôn nè, xương to cực kỳ đẹp, dằn mông luôn anh chị em ơi, đòn dài luôn, 22 triệu, quá trời cái dằn lưng luôn con bà này, đòn dài vô phương luôn đó. Con số 1 là 2 có giá 22 triệu, cực kỳ bên luôn nha, từ dằn móng dằn đầu không chê được lần nào nha, dằn dai hở bao một gang tay luôn. Tiếp con số 2 là con xám mới xuống luôn nè, mới xuống nó đứng giọng thấy gác của anh chị em ơi, nên là nó đích thúng nha anh chị em ơi, đích thúng nha, hết bếp luôn mà con xám này kêu là mà muối tiêu đó anh chị em, chân bự luôn nè, mới xuống nó đứng cái giọng thấy gác quá trời luôn, đòn dài luôn, bây giờ nó lủi cái đầu nó vô rồi đó anh chị em thấy không. Hai con này nó xứng bò vậy lắm, con này thấy là lực bề ngang hơn anh chị em, dằn dai hết biết hai con này luôn, dằn dai dằn đòn dằn cổ ngay, mặt đẹp nha anh chị em. Cái này sao mà nó lì quá trời, lần F2 thì nó vậy đó, mặt nó nè anh chị em, mới xuống tới nè, cổ con khúc rồi, mặt bư luôn, dằn dai nè anh chị em ơi, thấy chưa, thấy dằn dai không. Bò của em ở đây là bao dằn dai nha, bao đẹp, dằn dai dằn đầu dằn cổ là bao đẹp, từ dằn móng luôn nha, nó bú khớp là bao luôn, không bao giờ có đó anh chị em thấy không. Hai con này nè hết sức luôn, không đứng kế bên bên nè, lịch sĩ đó anh chị em ơi, đòn dài lạnh lùng luôn, đàn mông cũng không tưởng luôn nha, có kiếm mẫu như vậy lắm đó nha anh chị em, mới bị lớn hết biết cái đàn mông dày đây là sao, chân gối thẳng gan nha, chiều cao 1m1 nha anh chị em, nhưng mà cái ngang nó quá tai luôn. Con bò này dành nó đúng chưa ngay nên mình nhìn không có kỹ, thẳng băng luôn anh chị em ơi, mới xuống gột luôn á, em lên clip cho anh chị em xem luôn. Nói chung trại có là bò đẹp không nha anh chị em. Sau đây em sẽ báo giá tại chuồng luôn. Con bò xám mà muối tiêu này, chiều cao 1m1, độ tuổi cỡ 8 tháng bò, 7 tháng rưỡi, 8 tháng gì nha. Bò này lớn tháng rồi, mà nói chung là ổng còn trong mẹ nha anh chị em, nhưng mà chủ nhà cột rồi, cột kế bên rồi, cũng như mình cắt sữa bự bò rồi nha anh chị em, kỳ dở luôn nha. Nè, dằn mông nè, em quay cụ thể cho anh chị em xem kỹ ha, con bò này mới về. Dằn mông này làm sao 4 tá khớp anh chị em, cạnh đuôi nè, dằn dai nè,
xài chuồng là 22 triệu nha bà con cô chú anh chị, chiều cao 1m1, độ tuổi 7 tháng tuổi bò, mặt rất là đẹp, chân móng nè, mới về chưa có dội sình được nữa nè, hoàn thiện nha, chân móng rất là đẹp, vàng yếm ngắn, cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp bò nha anh chị, giấu cái mặt nó không anh chị ơi, đây mặt nó nè, mặt cục đung luôn, đổ ngay nha. Con số 2 là có giá 22 triệu, cặp như thế này là 44 triệu nha bà con cô chú anh chị, giá tại chuồng mình nha, bao hỏi dai một gang tay không bao giờ hết nha anh chị em, bao tật lỗi bú khớp nha, hàng quyết nha anh chị em, có lắm, dàn dai nè anh chị ơi, quá trời cái dai mình hút luôn. Con số 2 với con số 1 là có giá là 44 triệu, một con 22 triệu đồng nhau nha anh chị em. Cái con số 3, con số 3 là con 3B xám, độ tuổi cũng 7 tháng, nhận mông nè anh chị em thấy không, chắc giờ nó sâu vô nó ăn nè, thấy thương luôn anh chị em ơi, nhìn dai nè, cực kỳ đẹp nha, dai đẹp cực kỳ luôn, chiều cao là 1m05 mà, cái ông này lùng liền nha anh chị em, đòn cũng dài cực kỳ đẹp luôn, nhận lông mịn mít luôn nha anh chị em, nhận móng đẹp nè, đó, độ tuổi 7 tháng, chiều cao 1m05, có giá là 20 triệu nha bà con cô chú anh chị, 20 triệu, giá là 20 triệu, con xám 3B xám, mông rất là đẹp bò, ăn con nào con lấy ăn đây nè. Tiếp con số 4 là con chim trắng, độ tuổi 6 tháng nha anh chị em, chân móng rất là đẹp hoàn thiện nha, nhận mông cực kỳ đẹp luôn, nhìn dai nè, dai hở nha anh chị em, hở dai nè, mặt bư nè, mặt cục nữa, cái này là ăn còn cái gì cho mỏng, mũi trống này thứ này ăn dữ lắm nè anh chị em ơi, chiều cao 1m02 mà đổi lại là nha anh chị em, tuổi 6 tháng đó, tuổi 6 tháng 1m02, con kế nữa nè anh chị em thấy không, chạm bò nhau luôn, chiều cao 1m02 luôn, tuổi 6 tháng, tuổi 6 tháng bò, với một cặp như vậy nè anh chị em, một con này nè 16.500.000 nha bà con cô chú anh chị, giá tại chuồng là 16.500.000 một con kem trắng nha, 16.500.000. Còn một con màu muối tiêu có giá tại chuồng là 15.500.000 nha bà con cô chú anh chị, 15.500.000 với một cặp như vậy là 32 triệu nha bà con cô chú anh chị, 32 triệu, 15.500.000 là có một con bò rất là đẹp nha, nhỏ bò nhưng mà đẹp lắm, gần dai là anh chị em thấy nè, bao hỏi dai luôn, con nào cũng vậy hết, rồi em là em sẽ bao hỏi dai cho anh chị em luôn, một gang tay của em luôn, anh chị em thấy không, con nào như cái máy cho nó ăn nè, ăn như cái máy vậy anh chị ơi, một cặp như vậy nè 32 triệu nha bà con cô chú anh chị, 32 triệu, 15.500.000, 16.500.000, một cặp là 32 triệu. Thì anh chị em gần xa đó có gửi với mấy cặp nào con nào đó alo trực tiếp với số điện thoại của Tại giùm em nha, em xin nhắc lại số điện thoại của Tại là 0389 047 298, địa chỉ là ấp 4 xã Thành Phú huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh nha bà con cô chú anh chị. Cái con kem trắng số 6, chân móng rất là đẹp, bò em lúc nào cũng thẳng cẳng chân nha bà con cô chú anh chị, chiều cao 1m4, tuổi 7 tháng, con nào lấy giấc giờ nó sâu vô nó ăn nè chị em ơi, cạn luôn, cạn máng luôn, dài dai nè. Ở đây là em sẽ bao hoàn thiện con bò của mình, tiền nào của đó nha anh chị em, chiều cao 1m1, độ tuổi 7 tháng, có giá là 20 triệu nha bà con cô chú anh chị, 20 triệu con bò kem trắng số 6. Em rất cảm ơn anh chị em gần xa đến hỗ trợ em nha, nói chung ngày nào cũng có bò về nhưng mà khách cũng có bắt cho nên chưa kịp lên clip nha anh chị em, nói chung là chưa kịp lên clip cũng có khách ủng hộ giùm em, mặt rất là đẹp nha, con bò là cực kỳ, cái tướng không có chơi được chỗ nào nha anh chị em, ăn giỏi rất là giỏi, chiều cao 1m1, tuổi 7 tháng, có giá là 20 triệu con kem trắng số 6. Sau đây là em sẽ quay con 3B số 7 ăn coi nè, tuổi cũng 7 tháng luôn, ăn mà không lấy mỏ lên luôn anh chị em ơi, ăn rau muống, rau cay luôn, thuốc nam là nhiều, ở cái đây không được mỏ ngon nha anh chị em, chiều cao 1m08, dành dai nè anh chị em ơi, bao một ngang tay của em không bao giờ hết đâu anh chị ơi, dành dai dữ lắm, dành dai lông mịn,
toát lẻm luôn nha, lực ngang lắm nha anh chị em, tuổi 7 tháng, chân là chân rất là thẳng, hay xương tầm trung nha anh chị em, ngay là con, chân rất là thẳng gối, em sẽ bao bò mình là sẽ đứng thẳng gối, tại vì nó chồm cho nó ăn á anh chị ơi, nè, chân rất là thẳng nha, xương tầm trung, nhào vô trong máng ăn không nó cố ăn vậy đó. Có giá tại chuồng là 20 triệu luôn á bà con cô chú anh chị. 20 triệu. Đó nó ăn coi nè. Chắc giờ cạn hết trơn rồi anh chị ơi. Nó muốn rồi hết trơn anh chị không thấy không? Sạch hết trơn. Cổ nè, có chút xíu thôi. Giá tại chuồng là 20 triệu con bò kem 3B. Một cặp như thế này là có 40 triệu nè anh chị em ơi. Con số 6 con số 7. 40 triệu đồng giá ha, một con 20 nha. Đồng giá luôn, con nào cũng 20. Quay kỹ thằng Linh lại cho anh chị em xem, tham khảo giùm em nha. Nói chung ở đây em quay kỹ lắm, con quay kỹ cho anh chị em nhìn kỹ bò mình. 20 triệu một con 3B số 7. Tiếp con 3B số 8 bông cũng giá 20 triệu luôn, 21 triệu nha bà con cô chú anh chị. Xin hơi lộn, tuổi con bò này cứng hơn rồi, 7 tháng rưỡi bự bò lắm nè anh chị em ơi, 1m1 đòn dài nha anh chị em, ăn uống rất là giỏi nha. Ở đây là em sẽ bao tạc lõi nha bà con cô chú anh chị, ăn uống rất là giỏi, nhằn mông nhằn dai cực kỳ hở luôn, bao hở dai luôn mông nè, 3B bông găm á anh chị em ơi, khó có lắm nha, nhằn ngừng dai nè anh chị, cái 3B là mình ngừng dai dữ không anh chị em ơi. Về rồi mà sao mình nuôi được, sau này ra rồi sao mình lái chơi được. Có giá là 21 triệu nha bà con cô chú anh chị, 21 triệu chiều cao 1m1, độ tuổi 7 tháng rưỡi bò 20 triệu. Tiếp con xám nghe con, con xám bông nha anh chị em, con bò này chiều cao gần 1m5 đổ lại nha anh chị em, độ tuổi 7 tháng này. Ăn rất là giỏi nha, cắt sữa rồi không còn mo la nha anh chị em, chân nè có giá tại chuồng là 18 triệu, cổ cũng rất là đẹp nha. Em sẽ bao hỏi dai bò của em nha, con nào cũng như con đó, ba có bao hỏi dai và mông chân gối thẳng, mông rất là đẹp, mông rất là to nha bà con cô chú anh chị, lưng thẳng nha, không có quặn nha. Ở đây em ít có bắt con bò lưng quặn lắm, không có bắt con bò lưng quặn nha, phải lựa thẳng lưng, dàn cổ khoảng ngắn nha anh chị, dàn cổ chút xíu lúc nào cũng phải cổ ngắn, dàn dai phải hỏi dai nha anh chị. 18 triệu giá tại chuồng. Con sắm bông là con số 9, giá tại chuồng là 18 triệu. Sau đây là em sẽ quay cặp bò kem vàng chiều cao 1m1, có giá là 35 triệu nha bà con cô chú anh chị, ăn nhất giờ bình bụng mà no rồi nè. Đứng vậy con, ở đây là dạng như ăn thảo dược không à, ăn cỏ thảo dược không à anh chị em ơi, rất là dễ ăn nha. Bò của em anh chị em gần xa bắt cái về không có quan trọng với nước ăn nha, ăn rất là dễ cho nên không lựa cỏ nha anh chị em, cắt lộn xộn giùm em nha, cắt lại lộn xộn giùm em, không có lựa, bò ăn rất là giỏi nha anh chị em. Chiều cao 1m1, con này 1m08, có giá tại chuồng là 35 triệu nha bà con cô chú anh chị, 35 triệu. Em xin nhắc lại, một cặp này là 35 triệu nè. Em sơ sơ lại cho anh chị em xem nha. Con này là 18 nè. Con 3B bông găm này là 21 triệu nha bà con cô chú anh chị. Chiều cao 1m1 nè. Một cặp 3B bông bông với con kem này nè, đồng giá 40 triệu nè. Con 20 triệu đồng giá nhau nè. Một cặp 40 nha anh chị em. Lưng dài rất là đẹp nha. Mỗi con 20 đồng giá với nhau. Đây là một cặp 32 triệu. Mông cực kỳ to hơn, cái giờ nó phun vô nó ăn là cạn máng luôn anh chị em ơi. Đây là cũng 20 nha anh chị em. Con số 3 cũng 20 nha. Con mới về whip nha anh chị em. Nó đứng cái hình chưa thẳng cho con này ở ngoài anh chị em nhìn không có chơi được đâu. Nó đặc sệt luôn á. 22 triệu. Con muối tiêu, màu muối tiêu nha anh chị em. 22 triệu. Sau cùng là con kem trắng và đầu chuồng cũng 22 triệu nha bà con cô chú anh chị. Đòn cực kỳ dài nha, con bò này là bao dàn đòn luôn. Hai con bò này là bao dàn đòn luôn. Đòn khủng khiếp, dàn chân luôn.
bao xương bự luôn nha anh chị em, móng đẹp nha. Đây em là sát lô lớn nha bà con cô chú anh chị, sát lô lớn, địa chỉ là ấp 4 xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Em có định vị rồi trên Google rồi, anh chị em mà gần xa đó muốn alo trực tiếp với điện thoại thì chạy lại xem giùm em nha. Còn ở gần thì mình trực tiếp lại mình coi cho nó dễ nha anh chị em. Sau đây em xin chào và hẹn gặp lại những video sau nha anh chị em.